Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 14 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và đầy hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua được những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Thủ lĩnh Wagner sẽ tranh cử Tổng thống Ukraine năm 2024 Tổng thống Trump chỉ mũi dùi trực tiếp vào Joe Biden về vụ ngân hàng SVB sụp đổ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, nếu quý vị quan tâm tới cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, hẳn quý vị sẽ không còn xa lạ với cái tên Thủ lĩnh Wagner. Gần đây thì ông ấy có chia sẻ một đoạn video gây chấn động vang trời rằng ông ấy sẽ tranh cử tổng thống Ukraine năm 2024 thay thế cho ông Zelensky. Ông ấy tuyên bố trong cảnh chiến trường vang vọng gần xa những tiếng đạn pháo gầm thét, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner, hùng hồn đưa ra tuyên bố tranh cử mà ông cho rằng sẽ làm chấn động không chỉ cho người dân Ukraine mà sẽ có sức ảnh hưởng tới tất cả người Nga và toàn thế giới theo đoạn video trên tweet ông yevgeny prigozhin hứa hẹn nếu làm tổng thống ukraine thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp ông phát biểu và giờ là về tham vọng chính trị đứng để mọi người nhìn được rõ nhé đây sẽ là tuyên bố cực kỳ quan trọng sẽ làm chấn động tất cả người nga và toàn thế giới tôi sẽ bước ra làm chính trị sẽ ra mắt mọi người nghe rõ tôi vừa có các tham vọng chính trị quan sát mọi thứ chung quanh tôi đã quyết định rằng Năm 2024 sẽ ra tranh cử tổng thống. Tổng thống Ukraine và tôi sẽ cạnh tranh với Poroshenko Zelensky. Nếu tôi đắc cử tổng thống thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, sẽ không có pháo kích hay yên tâm. Nếu Poroshenko tới thì tổng thống Ukraine vẫn nắm quyền. Nếu Ukraine từng có một danh hài trở thành tổng thống thành công vang dội trong sự nghiệp chiến tranh, nhờ cả Hoa Kỳ cùng với cộng đồng phương Tây nâng đỡ, thì tại sao một đầu bếp danh tiếng như là Prigozhin lại không thể tuyên bố rằng ông ấp ủ một ước mơ sẽ thành công rực rỡ trong sự nghiệp đem lại hòa bình? Tổng thống Trump chỉ mũi dùi trực tiếp vào Joe Biden về vụ ngân hàng SVB sập đổ. Quý vị thân mến, Tổng thống Trump cho rằng chính sách của Joe Biden đã khiến cho ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ và có thể dẫn đến suy thoái kinh tế. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 13 tháng 3, với những gì đang xảy ra trong nền kinh tế của chúng ta, cùng những đề xuất liên quan được tăng thuế lớn nhất và ngớ ngẩn nhất lịch sử Mỹ, ông Joe Biden sẽ được ví là Herbert Hoover của thời hiện đại. Thưa quý vị, Hoover là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 1929-1933 khi đại khủng hoảng bắt đầu xảy ra tại nước này rồi lan ra thế giới. Các chính sách ứng phó khủng hoảng sau đó của ông Hoover không hiệu quả và ông bị ứng viên đảng Dân Chủ Preskin Roosevelt đánh bại khi tái tranh cử. Chúng ta sẽ có một cuộc đại khủng hoảng lớn hơn, ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với năm 1929. Bằng chứng là các ngân hàng đã bắt đầu sụp đổ. Tổng thống Trump bình luận rằng, sau khi SVB, ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ và chuyên cho vay các công ty khởi nghiệp bị giới chức bang California đóng cửa vào ngày 10 tháng 3, sau vài ngày rơi vào rắc rối vì thiếu vốn. Đây là vụ sụp đổ lớn thứ hai trong lịch sử ngành ngân hàng Mỹ sau Washington Mutual năm 2008. Tổng thống Trump nhắc lại một lần nữa, sự sụp đổ của SVB là do chính sách của phe dân chủ. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, ngoài đổ lỗi và tìm cách gian dối xa, thì dường như ông ta chẳng biết làm gì khác. Stephen Trump, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với Fox News vào ngày 13 tháng 3 rằng, Phe Dân Chủ và chính quyền ông Biden cố gắng đổ lỗi cho ông Trump về những thất bại của họ, như là vụ khí cầu do thám Trung Quốc, tàu hỏa trật bánh ở East Palestine và bây giờ là sự sụp đổ của SVB. Trong lúc khủng hoảng, thay vì họ tìm cách giải quyết khắc phục, thì chính quyền của ông ta lại đi suy nghĩ bị đặt tìm ra cớ đổ lỗi cho Tổng thống Trump. Họ tiếp tục đổ lỗi về sự sụp đổ này là do một đạo luật được Tổng thống Trump ký ban hành khi đương nhiệm. Ngụ ý nhắc đến đạo luật tăng trưởng kinh tế, giảm bớt quy định và bảo vệ người tiêu dùng hồi tháng 5 năm 2018. Đạo luật này lúc bấy giờ được thay thế bởi đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng phố quơ, còn được gọi là đạo luật dodd frank do hai nghị sĩ Bonnie Brand và Chris Dodd đề xuất để được thông qua năm 2010 để quản lý hệ thống tài chính Mỹ hiệu quả hơn sau đại suy thoái năm 2009. Tổng thống Trump khi đó cho rằng đạo luật dodd frank đang bóp nghẹt cộng đồng ngân hàng và các liên minh tín dụng trên toàn quốc. Với EGRRCPA mà ông ký duyệt, các ngân hàng nhỏ hơn được miễn trừ khỏi hàng loạt quy định nghiêm ngặt, còn ngân hàng lớn được nới lỏng quy định. Đạo luật còn nâng ngưỡng tài sản để xác định một tổ chức tài chính có vai trò quan trọng trong hệ thống từ 50 tỷ đô lên 250 tỷ đô la. SVB hiện đã chuyển quyền quản lý tài sản cho công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ FDIC. Chính phủ Mỹ sau đó lên tiếng trấn an người dân, tuyên bố người gửi tiền tại SVB, kể cả các khoản lớn hơn 250.000 đô la, mức không được bảo hiểm, sẽ được tiếp cận tiền của mình kể từ ngày 13 tháng 3. Nhiều nhà phân tích tại Forward cho rằng, rắc rối của SVB không thể lan rộng trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 3, thêm hai ngân hàng tìm cách trấn an khách hàng sau khi Silicon Valley Bank sụp đổ. Thưa quý vị, hai ngân hàng First Republic Bank có trụ sở tại California và Western Alliance Bank Corporation có trụ sở tại Arizona đã cố gắng xoa dịu những căng thẳng xung quanh sự sụp đổ của ngân hàng SVB sau khi cổ phiếu của cả hai tổ chức tài chính này lao dốc trong tuần qua. Ngân hàng First Republic Bank nói với các khách hàng rằng tiền gửi của họ vẫn an toàn trong bối cảnh có những lo ngại về những tác động lan tỏa do sự sụp đổ của SVP hồi cuối tuần trước và do cổ phiếu của First Republic Bank giảm 33% trong năm ngày qua. Trong một hồ sơ được đệ trình theo quy định lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC vào ngày 10 tháng 3, ngân hàng First Republic Bank cho biết vì thế thanh khoản của họ vẫn mạnh trong bối cảnh giá cổ phiếu giảm đi. Hồ sơ này nhắc lại sự an toàn và ổn định liên tục của ngân hàng First Republic, cũng như là các điều kiện về vốn và tính thanh khoản mạnh mẽ. Hồ sơ này nêu rõ, cơ sở tiền gửi của ngân hàng First Republic rất mạnh và rất đa dạng. Các khoản tiền gửi của người tiêu dùng có quy mô tài khoản trung bình dưới 200.000 đô la và các khoản tiền gửi của doanh nghiệp có quy mô tài khoản trung bình dưới 500.000 đô la. Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Hoa Kỳ FDIC bảo hiểm các khoản tiền gửi lên tới 250.000 đô la cho mỗi người gửi tiền trong mỗi ngân hàng được bảo hiểm đối với từng loại tài khoản. Đã có các báo cáo cho rằng khoảng 85% tài khoản của SVB không được bảo hiểm vì tổ chức tài chính này thường được các công ty công nghệ và công ty khởi nghiệp sử dụng. First Republic cũng cho biết rằng, trong các khoản tiền gửi doanh nghiệp, không có lĩnh vực nào chiếm hơn 9% tổng số tiền gửi, với lĩnh vực lớn nhất là lĩnh vực địa ốc đã được đa dạng hóa. Các khoản tiền gửi liên quan đến công nghệ chỉ chiếm 4% tổng số tiền gửi. Doanh mục Danh mục đầu tư của họ ít hơn 15% tổng tài sản ngân hàng và chỉ có ít hơn 2% tổng tài sản ngân hàng được phân loại là sẵn sàng để bán. Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang cho biết Silicon Valley Bank là tổ chức đầu tiên được FDIC bảo hiểm phá sản trong năm nay. Mặc dù các nhà phân tích đã lưu ý rằng sự sụp đổ của ngân hàng này đại diện cho vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất kể từ năm 2008 khi mà Washington Mutual phá sản. Tổ chức gần đây nhất được FDIC bảo hiểm là ngân hàng Omenna State Bank ở Kansas đã đóng cửa vào ngày 23 tháng 10 năm 2020. Trong khi đó, ngân hàng Western Alliance có trụ sở tại thành phố Phoenix đã đưa ra một thông cáo báo chí vào ngày 11 tháng 3 rằng tiền gửi vẫn duy trì mạnh mẽ và nói rằng tổng tiền gửi là 61,5 tỷ đô la, tăng 7,8 tỷ đô la vào cuối năm. Dẫn đầu là tiền gửi của các nhà thanh khoản, các hiệp hội chủ sở hữu nhà và nhà kho thế chấp của chúng tôi. Western Alliance dự kiến các khoản tiền gửi sẽ giảm vừa phải từ các mức này vào cuối quý do hoạt động hàng tháng và theo mùa vụ điển hình. Giống như là ngân hàng First Republic, cổ phiếu của ngân hàng Western Alliance đã giảm khoảng 35%. Tính đến ngày 10 tháng 3, Ngân hàng Western Orient đã nắm giữ 2,5 tỷ đô la tiền mặt trên bảng cân đối kế toán, trong khi chứng khoán dự đến ngày đáo hạn chiếm chưa đến 2% tài sản, với một khoản lỗ chưa ghi nhận là 192 triệu đô tính đến ngày 28 tháng 2. Những mối lo ngại trên Twitter thì một bài đăng rất dễ thấy đã đăng lên rằng người dân đã tiến hành rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng tại một chi nhánh của ngân hàng Fort Republic Bank tại Brentwood, California. Video của bài đăng đó được quay từ một chiếc xe đang di chuyển, cho thấy một hàng dài người đứng bên ngoài chi nhánh này. Người dùng này cáo buộc vào ngày 11 tháng 3 rằng, tôi chưa từng thấy một đợt rút tiền ồ ạt tại ngân hàng nào tại Brentwood, Los Angeles trong hơn 40 năm qua. Đây là tại chi nhánh ngân hàng First Republic Bank. Mọi người đang đứng dưới mưa. Một bài báo của Daily Mail cũng đã đăng những bức ảnh về những hàng dài bên ngoài chi nhánh của Brentwood. Trước khi SVB sụp đổ, những người gửi tiền đã đồng loạt rút tiền của họ, khiến cho các cơ quan quản lý của tiểu bang California phải đóng cửa ngân hàng này để FDIC tiếp quản. Những lo ngại đó còn trở nên nghiêm trọng hơn do một bài báo trên tờ Wall Street Journal với nhan đề cường điệu rằng First Republic bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, và rằng các nhà đầu tư đã lo lắng với First Republic Bank vì những lý do tương tự như những lý do đã gây lo ngại tại SVB. Ngân hàng này được thành lập tại San Francisco vào năm 1985, có khoảng 80 chi nhánh tại 11 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Bài báo của Wall Street Journal lưu ý rằng nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu dựa vào các cá nhân giàu có, những người muốn tìm kiếm lợi suất cao hơn từ tiền của họ. Với tổng tài sản khoảng là 212 tỷ đô la, ngân hàng First Republic Bank là ngân hàng lớn thứ 14 tại Hoa Kỳ. Ngân hàng Western Alliance thì nhỏ hơn với tổng tài sản khoảng 34 tỷ đô la bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất